Vào 9 giờ 30 phút sáng ngày 12 tháng 4, nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thịnh đã chút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, hưởng thọ 88 tuổi. Nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thịnh sinh năm 1926 ở Hà Nội, bén duyên với điện ảnh và nổi tiếng với nhiều bộ phim như Chung một dòng sông, Chị Dậu, Thị trấn Yên Tĩnh, Vợ chồng A Phủ, Thăng Bờm, Đông Dương, Xích Lô. Về bề ngoài và tính cách khiến Trịnh Thịnh được các đạo diễn ưa thích, giao cho những vai là nhân vật mang đậm dấu ấn của làng quê nông thôn Việt Nam. Những vai diễn thành công của ông là những vai diễn hài, tuy nhiên cũng có những vai bi như phim Lời Nguyền một dòng sông. Ông không khai thác tiếng cười tự nhiên, chủ nghĩa, rẻ tiền mà thay vào đó khai thác triệt để đời sống tâm lý của nhân vật. Trịnh Thịnh còn là người diễn viên tài hoa của điện ảnh Việt Nam, một biểu tượng của niềm đam mê nghề cháy bỏng và một nhân cách lớn. Phim cuối cùng ông vào vai chính là Tết Này Ai Đến Sông Nhà của đạo diễn Trần Lực, được trình chiếu năm 2002. Kể từ đó, sức khỏe của ông yếu dần và vắng bóng khỏi màn bạc. Gia đình nghệ sĩ cho biết tang lễ của nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thịnh sẽ được cử hành vào hồi 14 giờ 45 phút ngày thứ ba, ngày 15 tháng 4 tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.